Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng vào 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2013, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi về trong tuần. Thưa quý vị, những ngày này, người dân các tỉnh thành trong cả nước đang nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ với những phong tục tập quán riêng của từng vùng miền. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với không khí đón Tết tại một số địa phương trên cả nước qua các clip mà khán giả đã chia sẻ cùng chương trình. Thưa quý vị, đồng bào Pu Péo quan niệm rằng ngày Tết là ngày quan trọng nhất trong năm. Chính vì thế, Tết của đồng bào nơi đây như một lễ hội. Giữa miền biên ải địa đầu của dải đất hình chữ S, người Pu Péo đón xuân trong rộn rã tiếng cười. Khán giả Trường Giang ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã gửi đến quý vị và các bạn một số hình ảnh ngày Tết của đồng bào Pu Péo ở xóm Củng Trá, thôn Trúng Trải, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Khác với đồng bào dân tộc Pu Péo thì Tết của người Mông lại có một cái Tết rất riêng và độc đáo. Người đồng bào Mông ăn Tết cổ truyền theo lịch riêng của mình. Lịch của người Mông đều đặn mỗi năm 12 tháng, không có tháng nhuận. Khán giả Hoàng Minh Nguyệt ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũng đã gửi về chương trình một số hình ảnh ngày Tết của người Mông ở Hòa Bình. Trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua thì người dân Thái Nguyên đón xuân với một loài hoa đặc biệt, hoa mai vàng nở trên thân cây chè, đặc sản của địa phương. Khán giả Nguyễn Tuấn Long có số điện thoại là 0943 và 3 số cuối là 355 đã chia sẻ cùng chương trình một số hình ảnh về sự sáng tạo này. Khán giả Vũ Văn Hội ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, nằm trong diện tích rộng 5 hecta với khoảng 5.000 cây hoa anh đào. Vườn hoa anh đào của khu vui chơi giải trí Waterland suối Thạch Lâm thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là vườn hoa anh đào rộng nhất Việt Nam. Khán giả Vũ Văn Hội cũng đã gửi về chương trình một số hình ảnh về vườn hoa đào kỷ lục này. Không mang vẻ đẹp rực rỡ như hoa ly, không có hương thơm lôi cuốn của hoa hồng, ấy vậy mà hoa sen vẫn được coi là loài hoa đẹp nhất. Vẻ đẹp ấy được ấp ủ từ khi những mầm sen còn đang cuộn mình trong lớp bùn đen để rồi trỗi mình vươn lên đón ánh nắng mặt trời để tỏa hương thơm dịu nhẹ riêng biệt. Cái đẹp thăng hoa từ những cuộc bứt phá ngoạn mục trong thiên nhiên muốn luôn mang lại trong mình sự bí ẩn quyến rũ đến kỳ lạ. Đồng Tháp dường như là miền đất có duyên với hoa sen, cũng vì lý do ấy mà sen vua cũng chọn địa danh này làm nơi cư trú. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sen vua Đồng Tháp qua chia sẻ của khán giả Nguyễn Đình Thà Khánh ở Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Khán giả Bích Ngân ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chia sẻ, tín ngưỡng người Việt bao đời nay vẫn thế, cứ có bếp lửa thì có ông táo đất đặt trang trọng trên bàn thờ. Những người nặn ông táo đất tại làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sống với nghề cũng vì thế. Thế nhưng đến nay, nghề cũng bị người phụ bởi miếng cơm manh áo, các phương tiện kỹ thuật hiện đại khiến giá thành hạ và những người làng gốm chạy theo không kịp. Mấy chục hộ làm hình ông táo phục vụ cho tục cúng đưa ông táo về trời, lần lượt xếp lò bỏ nghề và hiện tại cả làng gốm Thanh Hà chỉ còn duy nhất một gia đình sống cùng nghề nặn ông táo đất. Thưa quý vị, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với những danh lam thắng cảnh, với những làn điệu hát ví o nhẫn nổi tiếng một thời, mà giờ đây Kỳ Anh còn được biết đến với hát sắc bùa. Mỗi khi Tết đến xuân về, hát sắc bùa là môn nghệ thuật truyền thống có từ hàng ngàn năm trước và loại hình nghệ thuật dân gian này vẫn được lưu giữ từ bao đời nay. Đó là chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 097 và 3 số cuối là 687. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip thú vị này. Khi sắc trắng của hoa mận, sắc hồng của hoa đào cùng nhau khoe sắc, khoe hương bên rừng núi, cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông ở xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình bước vào ngày Tết của dân tộc mình. Mùa xuân về mang theo mưa phùn bay bay trên những ngọn cây khiến mặt đường trở nên lầy lội. Nhưng nó cũng không làm nản lòng những chàng trai Mông xuống đường thổi khèn, chơi quay, chơi bao để thể hiện trước các cô gái. Tết đến, núi rừng xua đi bộ cánh cũ, còn con người thì cùng nhau mang trên mình những cánh áo mới do chính mình tự tay thêu dệt. Để có một bộ áo mới mặc Tết, những cô gái đảm đang phải khâu vá suốt một năm, từ đầu mùa xuân cho đến cuối năm, bộ áo mới hoàn thiện. Tết của người Mông thường kéo dài nhiều ngày,
với những sinh hoạt cộng đồng rất đặc trưng như lễ hội gầu tàu, lễ hội cơm mới cùng nhiều trò chơi dân gian đã đi vào tiềm thức của người Mông. Trong mỗi gia đình ở Pa Co đều có một căn bếp ở trong nhà, vừa là để đun nấu, vừa là để sưởi ấm. Người Pa Co đón Tết bình dị, không phô trương nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Ngày Tết, nhà nào cũng có thịt lợn, thịt trâu. Nhà có điều kiện thì mổ một con, nhà không có điều kiện thì chung nhau với họ hàng làng xóm mua lợn về mổ. Trong suy nghĩ của họ, chỉ đơn giản một điều, sau những ngày lao động vất vả, Tết đến là lúc mà mọi người được nghỉ ngơi, hưởng những thành quả mà họ đã tạo ra. Ngày Tết của đồng bào Mông ở Pa Co như tô điểm thêm vẻ đẹp văn hóa của người dân Tây Bắc. Ngày 29 Tết, nhà cùng trần nhìn, đồng vui tấp nập, náo nước, nên mặt ai cũng rạng ngời. Con lợn trên 60kg được mọi người khẩn trương làm để chuẩn bị cho lễ cúng nhập bàn thờ tổ tiên về đón Tết cùng con cháu. Văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Pu Péo được đề cao ở phần lễ. Ngày Tết, việc giết mổ lợn, gà làm lễ cúng tổ tiên, cúng thần lửa, thần nước, thần rừng cùng về đón Tết với gia chủ. Sau bữa cơm chiều 30 Tết, nhà nhà háo hức chờ đón phút giao thừa thiêng liêng để đi lấy nước mới. Bước sang năm mới, cả làng cả xóm đi lấy nước để cầu may. Người Pu Péo gọi là nước vàng, nước bạc. Nước đầy thùng, bỏ ít giấy vàng vào thùng gánh về. Ấy là của cải, là vàng bạc, là lộc xuân. Nước mới cũng được dùng để đun nước pha trà, đưa lên bàn thờ tổ tiên. Trước Tết, những chậu mai đặc biệt này được bày bán nhiều tại cầu Huy Ngàng, gần trung tâm thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên. Do bề ngoài bắt mắt nên những chậu hoa này thu hút được rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Các cây mai vàng ở đây thực chất là các cây mai giả được làm từ cây chè. Để có thể cho ra đời những cây mai vàng thành phẩm nhìn tương đối giống cây thật, người làm đã phải tiến hành rất nhiều công đoạn, từ làm hoa mai giả bằng lụa đến sưu tầm được những cây chè cổ thụ có dáng ưng ý. Vườn hoa anh đào rộng 5 hectare này nằm trong khuôn viên của khu vui chơi giải trí Waterland Suối Thạch Lâm thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hoa anh đào ở đây là loại đậu anh đào có nguồn gốc từ châu Mỹ, mỗi năm chỉ có một mùa hoa vào đúng mùa xuân. Có khoảng 5.000 cây anh đào được trồng ở đây. Hầu hết hoa anh đào ở đây đều có màu hồng phớt, một số ít có màu trắng tinh khiết. Hoa anh đào đang bắt đầu nở rộ từ giữa tháng 1 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 2, trở thành một sản phẩm du lịch mới lạ cho du khách. Nếu có dịp đến Đồng Tháp, bạn đừng quên ghé thăm chùa Phước Kiền để được tận mắt chiêm ngưỡng loài sen vua kỳ lạ.
sen vua còn có một cái tên khác là sen Victoria Regia. Theo những chuyên gia nghiên cứu về thiên nhiên thì đây là một trong những loại thực vật khá lạ mắt. Sen vua có nguồn gốc từ Amazon xa xôi. Đường kính lá sen vua có thể đạt đến 2 mét. Loài sen này phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa nước nổi. Mỗi chiếc lá sen có thể đạt đường kính khoảng hơn 3 mét. Mép lá uốn cong lên khoảng 2 mét, trông giống như một cái chậu lớn. Mặt trên lá sen nhẵn bóng, màu lục nhạt. Mặt dưới màu đỏ tươi khi còn non và đỏ sậm khi lá già, với những đường gân to vững chắc và có rất nhiều gai nhọn. Chính nhờ bộ áo giáp này mà lá sen không bị các động vật sống dưới nước tấn công. Lá sen trong chùa Phước Kiển có thể chịu được sức nặng rất lớn, khoảng 70kg. Du khách đến đây ai cũng muốn được một lần thử đứng lên mặt lá. Họ lót dưới lá sen mảnh ván, sau đó đứng lên, sen vẫn không chìm. Suốt gần một tháng qua, lò gốm duy nhất còn duy trì nghề đúc tượng ông Táo Đất của cụ Nguyễn Thị Lan, 98 tuổi, ở làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, luôn rực lửa để cho ra đời hàng chục nghìn tượng ông Táo Đất, phục vụ Tết Nguyên đán 2013. Đã 98 năm sống ở đời, đôi tay già nua sần sùi, nhăn nheo. Chắc chắn cụ không thể nhớ đã nhào nặn ra bao nhiêu hình ông Táo. Đất sinh nghề, nghề nuôi người, nghề làm tượng ông Táo được gia đình cụ Lan duy trì từ nhiều đời nay, trở thành lò gốm ông Táo Đất cuối cùng ở phố cổ Hội An này. Trung bình mỗi ngày, lò của gia đình cụ Lan cho ra đời khoảng 1.000 bức tượng ông Táo Đất. Mỗi tượng ông Táo được bán với giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một cái. Đã sống gần tròn thế kỷ, với cụ Lan, nghề nặn ông Táo Đất, ngoài việc là nghề mưu sinh, thì nó còn là một món ăn tinh thần không thể thiếu, mỗi độ Tết đến xuân về. Cho nên, cứ cuối tháng 11 âm lịch mỗi năm, cụ lại dặn con cháu chuẩn bị đất sét để nặn. Đó là nhờ ngọn lửa đam mê vẫn cháy bỏng và niềm khát khao giữ nghề truyền thống của cụ. Những hình ảnh được khán giả Trần Mạnh Hải ghi lại khi bà con nhân dân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị các tiết mục hát sắc bùa phục vụ chương trình văn nghệ Tết Nguyên đán năm nay. Đây vừa là hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh, cầu chúc cho các gia đình bước sang năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc trong năm mới, mà còn là tục lệ mang tính tâm linh từ ngàn xưa để lại. Người dân vẫn thường gọi hát sắc bùa là tục sông đất, sông nhà đầu năm mới. Nội dung các bài hát sắc bùa thường có nhịp điệu giống nhau, dễ hát, dễ nhớ, gần gũi với đời sống. Các bài hát sắc bùa thường tập trung vào các chủ đề liên quan tới việc mở ngõ, mở cửa và thường được hát khi đứng trước cổng nhà của các gia đình nhằm mục đích báo hiệu với gia đình biết đây là lời đề nghị xin phép được vào nhà chúc mừng năm mới. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ khác. Thưa quý vị, là một làng dân tộc đầu tiên hưởng ứng chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc của nhà nước nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng không bị tàn phá. 80 hộ đồng bào dân tộc ED đã định cư tại Buông Tương, ngay khu vực sát chân đèo Phượng Hoàng thuộc xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa từ năm 1993. Đến nay, sau gần 20 năm sinh sống, được sự chăm lo hỗ trợ của nhà nước, hầu hết các hộ đồng bào dân tộc tại đây đã cải thiện được cuộc sống bằng cách nuôi bò, trồng bắp, trồng đậu và nhất là những năm
gần đây, nhà máy đường Ninh Hòa đã cung cấp cây giống mía và thu mua toàn bộ sản phẩm của bà con sau mùa thu hoạch hàng năm. Khán giả Vũ Văn Hội trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng đã ghi lại một số hình ảnh về làng dân tộc này. Để giúp đỡ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào Phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm, và phong trào này đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ trong toàn huyện tham gia hưởng ứng. Đây là nội dung chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải trú tại Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã gửi về chương trình. Thưa quý vị, tại huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có một vùng đất gần như bị xóa sổ, một ốc đảo với hàng chục hecta rừng đã bị khai thác trắng để phục vụ thủy điện. Thế nhưng với những con người nhiệt huyết, sau nhiều năm giờ đây ở vùng đất này, rừng đã hồi sinh, cây rừng đâm chồi nảy lộc, màu xanh thiên nhiên đã trở lại trên một vùng ốc đảo hoàn toàn. Và khán giả Đức Trọng ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có số điện thoại là 091 và ba số cuối là 323 cùng với chia sẻ câu chuyện về một ốc đảo xanh được hồi sinh với bàn tay của anh em cán bộ kiểm lâm nơi đây. Và một trong những yếu tố quan trọng và then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc, đó là duy trì sĩ số học sinh. Và trong những năm gần đây thì nhờ sự nỗ lực của đội ngũ các thầy cô giáo, công tác duy trì sĩ số học sinh đến trường trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc ở địa phương. Và khán giả Văn Bính ở xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã gửi về chương trình một số hình ảnh về sự nỗ lực của các thầy cô giáo nơi đây trong việc duy trì sĩ số của học sinh. Người dân tộc thiểu số ở xã Gung Xé, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo nhờ chăn nuôi châu bò, đó là nội dung phản ánh của khán giả Hoàng Ninh ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Và theo đó, từ việc chăn nuôi châu bò nhỏ lẻ thì từ 10 năm trở lại đây, bà con xã Gung Xé đã phát triển chăn nuôi theo hướng bầy đàn. Bà con các dân tộc Cư Ho, Mạ trong địa phương đã thoát nghèo và có hiệu quả, rất nhiều hộ làm giàu bằng nghề chăn nuôi châu bò. Không một đồng lương, không một khoản tiền phụ cấp, ấy vậy mà gần 40 năm qua, ông Mai Bảo ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài lặng lẽ chèo thuyền chở bộ đội ra đảo Sơn Dương. Khán giả Mạnh Hải có số điện thoại là 0979 và ba số cuối là 687 đã ghi lại một đoạn clip về tấm gương này và chia sẻ cùng chương trình. Làng dân tộc Ê Đê, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Không giống như nhiều làng dân tộc khác, từ khi về định cư tại Buông Tương, cuộc sống của cả làng khá ổn định. Dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chèo thu vệ tinh được lắp đặt tại mỗi nhà. Nhờ chăm chỉ làm ăn, bám trụ lấy đất để làm nông nghiệp nên họ không còn phải lo chạy ăn từng bữa. Có nhà còn cất được nhà máy băng. Hầu như mỗi hộ gia đình đều sắm được đủ cả trâu, cả bò. Đến thăm làng dân tộc Ê Đê ở Ninh Tây, còn thấy màu xanh của mía bao phủ khắp nơi. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân trong nhiều năm qua. Nếu có dịp đến huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, du khách hãy dành thời gian ghé thăm những cánh rừng được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt để tận hưởng bầu không khí trong lành, đặc biệt là ở tiểu khu 72, nơi có 54 hecta rừng nghèo đã và đang được cán bộ, nhân viên hạt kiểm lâm huyện ra sức gìn giữ, phục hồi, cải tạo,
để biến nơi đây thành rừng sinh thái. Một khung cảnh thiên nhiên hữu tình khi màu xanh của rừng, của nước bao bọc lấy nhau. Trước đây, khu vực này bị khai thác trắng phục vụ cho thủy điện Cần Đơn. Nhiều cá nhân đơn vị đã xin trồng cao su, song các cán bộ hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp đã kiên quyết xin giữ lại. Giờ đây sau gần 3 năm được các cán bộ hạt kiểm lâm khoanh nuôi bảo vệ, khu vực này đã hồi sinh. Hệ thống động thực vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Trong rừng chủ yếu là cây lổ ô được cán bộ kiểm lâm phân tán rất sạch sẽ. Thân cây phát triển mạnh, độ che phủ đã trở lại như trước kia. Hạt kiểm lâm huyện hiện đã trồng 7.000 cây sao, cây dầu và tràm nước trên diện tích này. Hàng chục dấu chân heo rừng đã xuất hiện trên ốc đảo này. Đây là một trong nhiều đàn trâu bò của các hộ gia đình người dân tộc Cờ Hò thuộc thôn 3 xã Gùng Ré, một xã vùng sâu vùng xa nhất thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sáng sớm, trâu bò được đưa tới nơi chăn thả trong rừng trồi, rừng thưa, rừng thông, các bãi thấp nhiều cỏ và tối mới lùa về nhà. Cũng từ việc biết chăn nuôi trâu bò theo bầy đàn, mà hơn 10 năm qua, bà con các dân tộc Cơ Ho, Mạ trong địa phương đã thoát nghèo có hiệu quả, rất nhiều hộ làm giàu bằng nghề chăn nuôi trâu bò. Đây là những hình ảnh mà khán giả Văn Bính ghi lại được khi theo chân cô giáo Nguyễn Thị Doanh, trường tiểu học xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Cô giáo Nguyễn Thị Doanh thường xuyên đến từng nhà có học sinh đang theo lớp học do cô phụ trách. Từ đó nắm bắt tình hình và hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cũng như học sinh, đưa ra những biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp giúp cho các em học sinh giữ gìn tốt sức khỏe và tham gia đầy đủ các buổi đến trường, tiếp thu tốt hơn bài học tại lớp, tạo tinh thần phấn khởi cho các em học sinh mỗi ngày đến trường. Bác làm nào mà bọn cháu ở trên trường, bọn cháu họp phân công người bảo vệ trường lớp để đảm bảo. Việc làm thường xuyên này của các thầy cô giáo nơi đây vừa nhằm tạo sự gần gũi giữa thầy và trò, vừa góp phần động viên giúp các em duy trì tốt các giờ học chuyên cần. Dù không có một đồng lương, không có tiền phụ cấp, nhưng suốt 36 năm qua, ông Bảo vẫn chèo thuyền đưa bộ đội ra đảo. Thưa quý vị, còn bây giờ để giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi các chương trình được phát sóng trên kênh VTC14, Góc nhìn khán giả xin được dành một phần thời lượng để điểm qua một số chương trình đã và sẽ được phát sóng trong thời gian tới. Trước hết mời quý vị cùng các bạn điểm lại một số chương trình đã được phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 2 năm 2013 đến ngày 17 tháng 2 năm 2013. Việt Nam là một trong những nước chịu tổn thương nặng nề nhất vì biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều vấn đề. Trong đó, trồng rừng ngập mặn ở vùng ven biển là việc làm được khuyến khích bởi mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là việc chống biến đổi khí hậu.
Tuy vậy, cánh rừng ngập mặn thuộc vùng đệm vườn quốc gia Xuân Thủy nằm trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định hiện bị chặt phá để làm vùng nuôi thủy sản. Thực tế này đang khiến không ít người dân từng đi trồng từng cây sú, cây vẹt cảm thấy xót xa. Đó là nội dung chính trong chương trình Cận cảnh nước mắt rừng ngập mặn và biến đổi khí hậu tại Việt Nam được phát sóng trong tuần vừa qua. Những ngày Tết luôn là dịp để mọi người tụ tập ăn uống, gặp gỡ, cùng nhau ôn lại một năm đã qua và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới. Trong những cuộc vui ấy, rượu là thứ không thể thiếu để người ta nâng ly chúc tụng. Bên cạnh nét văn hóa đẹp ấy, rượu cũng là mối đe dọa đến sức khỏe mọi người khi quá chén. Chính vì thế mà cứ đến dịp Tết, số bệnh nhân ngộ độc rượu lại tăng đột biến. Nhiều người vẫn thường chủ quan trước những trường hợp say rượu, cho rằng ngủ dậy là sẽ hết. Khi có người bị ngộ độc rượu, người nhà cần chú ý chăm sóc cho bệnh nhân, tuyệt đối không nên để bệnh nhân ngủ li bì suốt ngày hoặc suốt đêm bởi có thể hạ đường huyết, hạ nhiệt độ. Sau vài tiếng, người nhà nên gọi bệnh nhân dậy, cho ăn sữa hoặc cháo. Trường hợp bệnh nhân không thể dậy và ăn được thì nên đưa tới bệnh viện ngay để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc. Khi thấy xuất hiện những dấu hiệu của việc say rượu, người nhà cần tìm cách để người uống nôn hết, sau đó sát mạnh hai bên má. Cho uống một cốc sữa nóng trà đặc. Cởi khuy áo cổ, tháo thắt lưng và đặt nằm nơi thoáng mát, tránh gió lùa. Đặt nằm ở tư thế nằm úp xuống giường, hai tay xuôi ra sau, mặt nghiêng về bên trái. Nếu có biểu hiện co giật, thở không đều, ngã chảy máu tai, mắt, loạn nhịp tim, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình đáng chú ý sẽ được phát sóng trong tuần tới trên kênh VTC14. Tai biến mạch máu não hiện đang là mối quan tâm của toàn xã hội, bởi đây là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm nhất và là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tai biến mạch máu não thường xuất hiện do những tổn thương từ bên trong tích tụ, mà nếu không phát hiện kịp thời đến khi có những thay đổi đột ngột từ bên ngoài sẽ gây khởi phát bệnh. Tây y có vai trò rất quan trọng trong việc điều trị tai biến mạch máu não giai đoạn cấp cứu. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh nhân sau nhiều ngày, nhiều giờ đã được điều trị nhưng còn để lại di chứng. Khắc phục những di chứng là việc làm rất lâu dài, cần nhiều thời gian. Lúc này, việc điều trị bằng phương pháp đông y cho kết quả rất tích cực. Chương trình Nhịp Sống Đỏ phát sóng vào 18 giờ ngày 18 tháng 2 sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về những phương pháp giúp phòng và điều trị bệnh tai biến mạch máu não thông qua y học cổ truyền. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC 65 Lạc Trung 2 Bà Trưng Hà Nội, hoặc email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng là 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.